sợ lâu liễu không? Em lộ cho anh coi luôn nè. Đâu, em nha đi. Em bắn một lần là dính. Em bắn một lần là dính. Một phát ăn ngay á. Một phát ăn ngay. Em là sư phụ của anh. Em là sư phụ của anh. Anh ấy phải chờ em 2 tháng. 2 tháng? 2 tháng. Đâu có gì đâu anh. Tại vì thực ra mà nói á, 2 tháng lại còn phải đổi gió ra ngoài Hà Nội đi cơ. Trời ơi. À, như là ở đây là không. Ở đây là không có linh nghiệm. Dạ người Nam à? Dạ. Vợ mình người Nam. Người Cần Thơ. Người Cần Thơ. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng chỉ mong muốn về. Ôi trời. Chết vậy trời ơi, mới gọi là mát mày mát mặt anh em luôn á nha. Khen người phụ nữ của mình đúng không? Lòng mong muốn về. Lòng mong muốn về. Thì đó thì lòng mong muốn về mà. Tức là về là trốn luôn đi. Là sao, có nghĩa vậy là về với vợ hay là về luôn? Là mong về luôn á, không đi lại á. Cái gì vậy cha? Trời ơi, làm chứ em nghĩ là một cái hướng mà là nó đẹp đẽ đi xíu. Ứng dụng NetLove sẽ được ra mắt vào tháng 12, 2020 đây. Và hãy đến với NetLove nhé, nơi sẽ kết nối tình yêu. Chịu lắm. Bây giờ thấy khó chịu cái gì là bây giờ mình xả nè. Ngày nào cũng có tội lên sóng hay bà về bà vặn cổ mình à. Thấy anh luôn, không đây bạn. Không này không, bạn. Không này không lên sóng. Hả? Không này không lên sóng. Cắt riêng thôi. Cắt khúc này. Cắt riêng ra mà là gửi cho ai thì không biết. Đó. Dạ. Vào đi anh. Cắt riêng khúc này gửi mail vợ anh thôi. Từ còn nặng nề hơn. Nói chung là vợ thì là một người tốt, tốt tính. Đây là cái phô mai ngọt nha. Ok. Quá lắm đường trước rồi đã. Song song với sự tốt tính thì có một sự là nắm mồm. Nắm mồm. Đó. Nhiều đúng không? Mình nắm mồm đấy. Nặng nề quá nhỉ. Đấy, bà nghe từ này có vẻ hơi nhiều lời đi. Hơi nhiều lời. Ừ. Đó. Hơi nhiều lời và nhiều khi có những cái tình huống mà vô lý mà đổ hết tội trạng hết cho người chồng. Đấy. Và một người chồng ức chế, mặc dù một người chồng này rất là hiền lành và ít nói. Nhưng mà đổ tội cho anh có dám cãi không? Quan trọng là tình huống như thế nào. Ước trong lòng. Quan trọng là tình huống cụ thể là như thế nào, hiểu không? Chứ bây giờ tức thì bạn đàn ông cũng phải chịu rồi. Mấy gần đây thôi. Là gì? Là mình nói chung là về một cái vấn đề mình không có nói gì hết mà bà ấy đổ cho mình. Bà đổ cho là tại vì anh nói là phải làm như thế này mà tôi làm, ý là lúc ấy là xưng anh tôi rồi đấy. Và tôi làm bây giờ anh lại còn thái độ với tôi. Và rõ ràng mình cứ cả ngày mình có nói câu gì đâu. Đó là một cái vấn đề chế mà theo kiểu nó như nào nhỉ? Hay có khi nào đó là một trong những cái cách mà hâm nóng tình cảm mà chị em nghĩ ra không ta? Nói chung nhiều chiêu lắm, phụ nữ nhiều chiêu lắm, mình không biết được đâu. À xong rồi cuối cùng biết sao? Đến tối về âu yếm em yêu chồng lắm rồi. Chiêu á, chiêu trò á. Chiêu không? Cái đấy có phải là chiêu không? Cũng gần hơn một chiêu trò mình không biết được. Cái thì mình thì ngồi nằm yên là mình cũng nói chung dễ bị siêu lòng. Rồi, mình đàn ông mà dùng vợ mình nói cái gì mình siêu, mình ngọt liền luôn à. Siêu lòng mà chỉ cần đụng chạm âu yếm vút ra cái thì hết. Bây giờ còn không nhớ cái tình huống vừa, chỉ là nhớ một cái tình huống mà không nhớ, bây giờ còn không nhớ rõ ràng là như nào, bởi vì mấy cái vút ve. Vú cái quên hết trơn rồi, vú cái quên giận hết trơn. Hỏi riêng thôi nha. Lúc mà là sanh xong đúng không, kiên trữ nhiều ấy lại. Chứ bây giờ cũng đã làm gì đâu. Bây giờ cũng đã làm gì đâu. 2 tháng 20 ngày đã làm gì đâu. Chưa làm gì hết luôn không? Ừ, chưa. Chết tôi luôn. Bây giờ đàn ông có sức chịu đựng rất là ghê. Nhiều khi vậy mà. Đúng vậy. Ngọc trai biết không? Nhiều khi là bây giờ cứ dồn tâm trí vào cho con cái ấy. Mệt thì làm ăn gì nữa. Cứ đêm tối thì chăm con. Động chạm gì vợ đâu. Nói vậy đó nhưng mà đồng chồng vợ đâu. Có bao giờ hai vợ chồng có một cái tín hiệu riêng à? Như là bực đi khánh em dài quá à, bây giờ có nhiều người cứ lại cái kêu một cái là biết không. Hai vợ chồng có dấu hiệu riêng có mấy lần khèo ấy mà khèo không được thì thằng con bên cạnh anh cho một con này. Ê khổ ha, liền con cản. Tính ra thì là trai cũng vậy nè, tại vì á đôi lúc á là để cho con ngủ trong cái nồi riêng,
Nhưng mà là đôi lúc á, là dù là những lúc mà là bé không được khỏe đó. Nó đang ôm nó đang sướng bây giờ ôm vợ nhiều khi không sướng mà ôm con. Anh nghĩ em nói lại á, thì thực ra em cắt rồi mà anh được cắt rồi. Anh được cắt rồi. Không giao đồ chưa đâu anh ơi. Dạ. Không, bây giờ tới anh nè. Tới gì sao? Anh là bây giờ ở nhà anh có hay làm chị buồn không? Hay anh được làm gì sai với chị hay không thôi? Kiểu như giờ là anh thấy là mình có cần thay đổi cái tính tình gì không? Chắc bây giờ lên một người bố học sinh rồi. Em nghĩ rằng là mình nên thay đổi là mình ít chơi lại tí. Tức là mình ham chơi vào một cái chủ đề gì ấy, thì mình hay sâu và mình ít ra dành cái sự quan tâm cho vợ. Thực sự là vợ. Bây giờ thì có con rồi nên anh nghĩ là anh phải sửa cái tính đó. Chẳng hạn như ngày xưa anh một tuần thì anh đi chẳng hạn đi chơi hoặc đi đá bóng thì khoảng tầm 4 ngày, giờ thì phải bớt lại một tuần ngày thôi. Đó, thế là cũng được rồi, hợp lý đúng không? Thì cái này gì nó cũng phải là thay đổi từ từ. Chứ đâu thế nào mà là bỏ liền được. Đúng rồi, đâu phải sớm chiều bỏ liền đâu. Như Tân nè, bình thường tuần đi đá bóng mấy ngày? Tuần đá 4-5 ngày á. Thì bây giờ cũng đi trang vậy đúng không? Thì bây giờ cũng 4-5 ngày mà... Đi đi. Đấy thì đây cũng anh không cho đi. Thì anh là cũng không được cho đi đâu Tân. Nhưng mà mình phải trốn. Lên. Trốn rồi anh đi đây cà phê 2 tiếng. Đó.